bao người dân giữa cơn bão qua, nhà tan cửa nát lệ nhỏ, tiếng kêu thương vang trong chợ đêm, những trái tim còn cháy ấm em cả nước trong lòng ta đi bên nhau. Nhìn cảnh tượng này, biết ai có thể hình dung được đây chính là một bản làng Trù Phú, nơi 37 hộ dân với 158 nhân khẩu từng sống yên bình. Vượt qua bão tố, cơn lũ quét kinh hoàng đi qua vào sáng ngày 19 năm 2024, khiến thôn làng đổ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bị sập phẳng. Cùng theo, từng ngọn gió lớn lên nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối này đã biến thành dòng sông lũ thẳng không hơn nữa, khi nó đến quá bất ngờ, quá nhanh, khiến người dân không có cơ hội trở tay. Ở đây toàn nhà sàn hết, có mấy cái nhà xây nó đập vỡ hết, nó vùi hết, nó đập đi hết. Thế nhìn không, quại bên kia cũng xa, bên này cũng xa, cũng xa thì chẳng cứu được ai nữa. Vậy là nhìn nhau chết rồi cuối cùng thì nó cũng lấy được. Đến cuối giờ chiều ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8 km. Hiện còn 61 người mất tích, đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn. Ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy huyện Bảo Yên cho biết, trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. Đây là một cánh đồng Trù Phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm. Có lẽ chúng mừng, người dân ở làng đổ cũng không ngờ rằng tai họa lại ập xuống về họ như vậy. Nhìn hình ảnh từng quan tài một được vận chuyển vào hiện trường, xếp ngay ngắn khiến ai nấy không khỏi xót xa. Nhiều người đã mất 2-3 người trong một gia đình, thậm chí có người còn mất tới tận 12 người thân. Không giữ được bình tĩnh, chị Nguyễn Thị Thư quê làng đổ hiện sinh sống tại xã khác, không cầm được nước mắt cho biết mình mất tới 12 người thân với cả ông bà, chú thím, chị gái, anh rể, cháu. Đến gần 17 giờ ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở. Khi kẻ báo động dồn dập, người dân chỉ huy đứng trên bờ hô hoán, hàng trăm chiến sĩ cấp tốc rời hiện trường. Sáng ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Những tin tức mới nhất về công tác tìm kiếm cứu nạn tại làng đổ sẽ được phóng viên Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại hiện trường. Kính mời quý vị đón theo dõi. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh Niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng của ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã khiến thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái mênh mông biển nước. Nước lũ về quá nhanh và dữ dội, khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Ngay trong đêm ngày 9 tháng 9, ông Trần Minh Tuấn là chủ tịch ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ký văn bản công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, về tình huống mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng. Đến sáng ngày 11 tháng 9, lũ đã rút bớt nhưng cả thành phố khắp nơi vẫn toàn bằng nước và bùn đất. Mình mặc quần áo đây nhìn này, không chạy kịp luôn. Đấy là mình nhà mình đã đề phòng là lũ nó lên, nhưng mà chỉ nghĩ nó lên tầm 1 mét đến 1,5 mét thôi, nhưng mà không ngờ nó lên tận hết của một nóc nhà một, thì của nói chung là quần áo thì hỏng hết. Chị Nguyễn Thị Lân ở đường Điện Biên, thành phố Yên Bái bất ngờ vì chưa gặp trận lũ lụt nào lớn như vậy. Ở khu vực cây 4 này nhà tớ là ngập cuối cùng của tỉnh Yên Bái, là từ hôm tối hôm qua. Trái tim con trái ông em cả nước chung lòng ta đi bên nhau. Nên tìm mà thắp sáng hy vọng sống chung tay vì đồng bào. Ba năm qua thì đây là lần đầu tiên tôi gặp, nên là mọi người đây chạy mà kiểu không nghĩ là nó lại lên nhanh như thế mà nó lại ngập cao như thế. Cách nhà của chị Lân không xa, nhà của ông Lưu Bá Cường cũng chịu sóng điện lớn. Ông Cường cho biết trận lũ đã khiến nhiều tài sản của nhà ông hư hỏng nặng. Đến đây gần hết tận
nhau tiền bạc, nào cũng sức ta góp chung. Đồ điện à, nó ngập là hết. Thì hiện tượng nó rút cái thì khi bắt đầu nước rút xuống thì tính toán là nó còn khoảng 50 phân. Trong nhà mình đã phải xuống để bùn ra ngoài, chứ không bùn nó ở trong nhà nhiều lắm. Trận lụt lịch sử không chỉ gây thiệt hại nặng về tài sản mà còn khiến cuộc sống của người dân chật vật hơn rất nhiều. Những nhà thấp hơn nhà của chị Lân phải chuyển đến nơi khác sống nhờ, còn một số nhà có lầu cao hơn thì phải nhờ đến lực lượng chức năng cũng như các đơn vị thiện nguyện hỗ trợ cung cấp thức ăn thức uống. À, những ngày đó thì có những tổ chức từ thiện rồi là công an bộ đội tuần tra kiểm soát để hỗ trợ những người mà ngập to quá đưa đến những tuần lời cao hơn. Đến sáng trưa chiều tối thì có nhiều tổ chức lắm, ta làm từ thiện cho đến ra ăn cơm nước uống đồ sinh hoạt tất cả các khu. Giá cổ một tháng 2024 tại đầu tuyến đường Điện Biên, một trong những tuyến đường huyết mạch ở thành phố Yên Bái, người dân tất bật dọn bùn đất rác thải do trận lụt gây ra. Phần lớn tuyến đường Điện Biên và nhiều tuyến đường khác tại thành phố Yên Bái nước vẫn còn ngập sâu, người dân vẫn phải di chuyển bằng xuồng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Thành Long vào sáng ngày 10 tháng 9, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to và dông. Trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên, hiện mực nước trên sông Thao đang duy trì trên mức báo động 3. Tính đến sáng ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 41 người chết và mất tích, trong đó 37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do ngập lũ, 3 người mất tích, 17 người bị thương. Về tài sản, hơn 22.300 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 4.700 hectare cây trồng bị hư hỏng. Để ngày mai trời lại sáng yên bình.